công nghệ và đời sống. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một video clip rất là hữu ích trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mời các bạn cùng đón xem video clip này nhé. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm. Đó chính là một cái máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại. Thì cái máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại này mình mua với giá rất là rẻ thôi các bạn, chỉ hơn 100.000. Thì mình thấy mọi người đánh giá cái sản phẩm này á, đo rất là chính xác và rất là tiện lợi, cho nên mình đã đặt hàng và hôm nay nhân viên bưu điện họ đã gửi hàng cho mình. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp và đánh giá chi tiết cho các bạn. Thì chiếc máy đo nhiệt độ này á, ngoài đo nhiệt độ của cơ thể của chúng ta á, thì chiếc máy này nó còn đo được nhiệt độ rất là nhiều thứ nha các bạn, như là nhiệt độ môi trường nè, hoặc là nhiệt độ những vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra và đánh giá cho các bạn cùng xem. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cuốn sách sử dụng. Cuốn sách sử dụng này nó không có tiếng Việt nha các bạn, nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Và phía trong cái hộp này á, nó sẽ có một cái giấy bảo hành. Giấy bảo hành này á, là bảo hành là 12 tháng nha các bạn. Tuy là chiếc máy đo nhiệt độ giá rẻ nhưng mà vẫn bảo hành 12 tháng nha các bạn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì nhân vật chính của chúng ta đã được nhà sản xuất bọc trong một cái túi vải, nhìn rất là đẹp các bạn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc máy đo nhiệt độ hồng ngoại. Thì chiếc máy đo nhiệt độ hồng ngoại này á, nó hoạt động với hai viên pin tiểu nhỏ nha các bạn. Như cái, những viên pin mà các bạn hay gắn vào những cái điều khiển tivi hoặc là những cái đồng hồ treo tường đó các bạn, thì chiếc máy đo nhiệt độ này nó sử dụng hai viên pin. Và cái chiếc máy đo nhiệt độ này á, nó có hai cái chức năng để chúng ta đo, đó chính là chức năng đo nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ môi trường xung quanh. Thì khi đo nhiệt độ cơ thể thì chúng ta phải để chế độ đo nhiệt độ cơ thể để cho chiếc máy hoạt động chính xác nhất. Và khi mà chúng ta muốn đo nhiệt độ môi trường hoặc là đo nhiệt độ những vật dụng khác á, thì chúng ta phải chuyển sang một cái chế độ khác để cho chiếc máy hoạt động chính xác nhất nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành test thử xem coi là chiếc máy này nó hoạt động có tốt không nha các bạn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và cài đặt thông số của chiếc máy đo nhiệt độ. Thì chiếc máy này á, khi mà các bạn mua về, các bạn gắn pin vào á, thì việc đầu tiên các bạn muốn khởi động chiếc máy này lên á, thì các bạn nhấn nút scan này một cái nha các bạn. Như vậy là cái chiếc máy này á, nó đã khởi động lên. Thì nút cộng và nút trừ này á, nó cho phép chúng ta xem lại nhật ký đo của chúng ta. Và nút mod này á, là nút chuyển chế độ. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây, các bạn nhìn thấy hình mặt người không? Thì đây là chế độ để các bạn đo nhiệt độ cơ thể. Còn khi mà các bạn muốn đo nhiệt độ môi trường hoặc là những vật dụng khác á, thì các bạn nhấn nút mod một lần nữa là nó sẽ chuyển sang hình ngôi nhà này các bạn. Thì khi mà chuyển sang hình ngôi nhà này á, thì các bạn có thể đo được cái nhiệt độ môi trường và những nhiệt độ những cái vật dụng khác. Và cái chiếc máy này á, khi mà các bạn khởi động lên á, mà các bạn không sử dụng khoảng 15 giây là chiếc máy nó sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái chiếc máy đo nhiệt độ này. Thì bình thường á, các bạn mua về á, thì nó mặc định là nó sẽ hiển thị độ C. Nhưng mà cũng có nhiều bạn khi mua về á, thì nó sẽ hiển thị là độ F. Thì các bạn muốn chuyển từ độ C về độ F hay là từ độ F về độ C, thì các bạn nhấn nút mod này, các bạn nhấn giữ im nha các bạn. Đó, như trên màn hình các bạn đã nhìn thấy nó hiện là F1 và độ C nó đang nhấp nháy. Thì các bạn muốn chuyển về độ F á, thì các bạn nhấn nút trừ. Và các bạn muốn chuyển về độ C thì các bạn nhấn nút cộng. Đó, mình nhấn nút cộng là nó về độ C này. Và mình nhấn nút trừ là nó về độ F này. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì chúng ta sử dụng độ C chứ chúng ta ít sử dụng độ F.
độ ép là để bên nước ngoài họ sử dụng thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhấn độ C này, và mình sẽ nhấn nút mod một lần nữa này, nó sẽ ra là F2. Thì những cái thông số này chúng ta vẫn để mặc định nha các bạn. Và chúng ta sẽ nhấn nút mod một lần nữa, nó sẽ về F3. Các bạn cứ để mặc định luôn. Và chúng ta nhấn F4 một lần nữa thì nó hiển thị chữ on và hình cái loa. Thì các bạn nhấn nút trừ là off nè các bạn, nhấn nút cộng là on nè các bạn. Thì chúng ta vẫn để on. Và khi mà chúng ta muốn lưu tất cả những cái thông số mà chúng ta vừa cài đặt thì chúng ta nhấn thêm một lần nữa thì cái chiếc máy này nó sẽ tự động tắt, và chúng ta mở lên là những cái thông số cài đặt của chúng ta nó sẽ lưu để cho chúng ta sử dụng. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo để xem coi là cái máy này nó hoạt động có chính xác không nha các bạn. Khi mà các bạn đo nhiệt độ cơ thể thì các bạn phải chuyển về có hình mặt người này các bạn, và các bạn nhấn nút scan 36,4 độ này. Chúng ta muốn đo nhiệt độ phòng hay là những nhiệt độ khác thì chúng ta nhấn nút mod một lần để cho nó chuyển về hình ngôi nhà này các bạn. Và hiện tại máy lạnh của mình đang để là 28 độ này các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ xung quanh. Như vậy là phòng mình á đang để nhiệt độ máy lạnh là 28 độ này các bạn, và mình đã đo cái nhiệt độ trong phòng của mình là 27,7 độ này các bạn. Khá là chính xác luôn các bạn. Nó chỉ chênh là 0,3 độ thôi các bạn. Và đây là chiếc laptop của mình nó đang hoạt động nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ của chiếc laptop nè. 32 độ nè các bạn. Và mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ của cái laptop bên đây. 30 độ nè các bạn. Và để cho chính xác hơn á thì đây nhà mình có cái máy nước nóng lạnh nè các bạn. Thì cái bên nước nóng này á thì cái nhiệt độ của nó là khoảng 70 độ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình vặn một cái cốc nước nóng vào cái ly này, và mình sẽ tiến hành đo cái nhiệt độ nước trong đây xem là cái máy này nó hoạt động có chính xác không nha các bạn. Thì bên đây là nước nóng nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở một cốc nước nóng ra nha các bạn. Mình sẽ mang ra ngoài đây cho nó sáng. Thì cái cốc nước này á, nó cũng khá là nóng luôn các bạn. Cái nước này á thì các bạn có thể pha trà hoặc là nấu mì được luôn các bạn. Nó cũng khá là nóng á. Nó khoảng 70 hay là 77 độ á, theo nhà sản xuất thì nó khoảng 70 độ á. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo cái nhiệt độ nước trong cái ly này nha các bạn. 66 độ này các bạn. Mình sẽ để thấp xuống phía dưới nữa. 66 độ. Như trên cái đồng hồ nó hiển thị là cái nước này nó đang là 66 độ các bạn. Thì cái chiếc máy nước nóng của mình á thì theo thông số nhà sản xuất á thì cái nước nóng á nó có thể đạt tới 70 độ. Nhưng mà khi mình đo bằng chiếc máy này á thì nó đạt là 66 độ. Và bây giờ mình sẽ đổ cái cốc nước ra đi, mình sẽ vặn một cái cốc nước lạnh ra để mình tiến hành mình đo nước lạnh nha các bạn. Thì bên đây nó có một bên là nước lọc, một bên là nước lạnh nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành rót một cốc nước lạnh. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo cái cốc nước lạnh này xem là cái nhiệt độ của cái cốc nước lạnh này là bao nhiêu độ nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo. Như vậy là cái cốc nước lạnh này nó có nhiệt độ là 24,3 độ này các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lấy một cái chai nước để trong ngăn mát của tủ lạnh ra, mình sẽ tiến hành đo cho các bạn cùng xem. Thì cái chai nước này á để trong tủ lạnh á nó rất là mát nha các bạn. Cái chai nước này á mình nghĩ nó chỉ khoảng vài độ thôi, cầm nó rất là lạnh luôn, rất là mát. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo cái nhiệt độ của cái chai nước này. Mình sẽ tiến hành mở máy lên và chuyển về chế độ đo nhiệt độ bên ngoài.
và mình sẽ tiến hành đo. Như vậy là cái chai nước này á, nó có 7 độ thôi nè các bạn. Là cái chai nước này á, mình để trong ngăn mát của tủ lạnh và mình đo là được 7 độ C nè các bạn. Sau khi mở hộp và test thử chiếc máy đo nhiệt độ hồng ngoại này á, thì mình thấy chiếc máy này nó hoạt động rất là tốt, rất là chính xác nha các bạn. Đo nhiệt độ cơ thể và đo nhiệt độ môi trường xung quanh thì chiếc máy này hoạt động khá là chính xác. Nó chỉ chênh lệch khoảng dưới 1 độ thôi nha các bạn. Thì mình nghĩ với cái giá mà hơn 100 ngàn mà cái chiếc máy này nó hoạt động khá chính xác như vậy thì rất là đáng để chúng ta mua một cái để chúng ta sử dụng trong gia đình của chúng ta. Và các bạn nào cảm thấy cái chiếc máy này hữu ích mà muốn mua sở hữu cho mình một chiếc máy như thế này thì các bạn có thể để lại cái bình luận comment ở phía dưới video này, mình sẽ để cái đường link mua hàng cho các bạn. Và video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn nào cảm thấy hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Xin chào tất cả các bạn.